quý khán giả thân yêu của FPT Play. Ngày hôm qua thì tờ Nhật báo nổi tiếng của Pháp Lờ Kim đã ví von trận đấu mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi như sự trở lại của trận chiến giữa các thiên tài của bóng đá. Trôi lạc nhạt, đường vẫn còn bay phấn ta.